Công Hiển xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái con bàn làm từ cái máy khoan tay. Tại vì trong công việc đó, nhiều khi mình còn một cái con bàn mà bây giờ mua một cái con bàn thì đắt tiền quá, còn rẻ tiền thì không có xài được, về sửa chữa thì cũng tốn tiền thôi. Mà cái mà ngon lành nhất thì cũng phải 1,5 triệu. Mùa Covid này hàng hóa ế ẩm quá, rảnh rỗi mình chế một cái con bàn này từ cái con tay. Nói chung thì nó hoạt động cũng tốt. Hiện sao là mình gia công cho nó chính xác thì mình vận hành nó cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Cây nhà lá vườn bây giờ mình vận hành cho các bạn xem nha. Nếu cái gì thiếu sót thì bỏ qua ha. Đây là cái Eto, cái Eto cũng tự chế luôn. Mình làm nói chung là cái con bàn phải có cái Eto để nhiều khi mình kẹp mấy cái chi tiết á, mình không có giữ bằng tay được. Mình giữ bằng tay lỡ cái con nó quay nó quất vô cái tay cái là xong. Cho nên là phải có cái Eto này, Eto cũng tự chế luôn các bạn. Thay mũi lớn hơn ha.
nếu mình cầm một cái khoan tay mình khoan thì nó không có thẳng gì được, nói chung là nó phải thẳng gì. Thế là nhiều khi mình chế tạo mấy cái chi tiết gì đó mình cần cái thẳng á, cái kê á, mà không có cái con bàn này thì khó mà làm các bạn. Thôi mình chào các bạn nha, chúc các bạn ngày vui vẻ ạ.